Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều 6 giờ ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày lễ Labor Day tại Hoa Kỳ, cùng với đài truyền IBC TV. Tại miền Nam, tiểu bang California băng tầng 57.19, ở miền Bắc California băng tầng 16.12, ở Houston, Texas băng tầng 27.7. Toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19 cập nhật 24/24 của trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Cùng với ban tin tức xuống nguồn viên Linh Trịnh và Minh Đăng, mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo đến Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh FOCAC. Chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực cực hữu gây ra thất bại cho SCO của Đức. Liên Hiệp Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở dải Gaza. Tòa nhà mới của Quốc hội cô động mối ban giao Trung Quốc Cameron. Vụ pháo kích của Ukraine làm 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng tại khu vực Belgorod của Nga. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của xứ ngôn viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, mở đầu là tin tức về việc Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo đến Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh FOCAC. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo DRC là ông Felix Tshisekedi đã đến Bắc Kinh vào lúc 10 giờ 35 phút tối ngày Chủ nhật để tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi FOCAC của năm nay, sẽ được tổ chức tại thủ đô của Trung Quốc từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 9. Nằm ở trung tâm châu Phi, DRC có dân số khoảng hơn 100 triệu người, bao gồm hơn 250 nhóm dân tộc. Thủ đô của nước này là Kinshasa và ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp. Đất nước này đặc biệt giàu tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nhiều loại kim loại màu, kim loại quý hiếm và khoáng sản phi kim loại. Điểm đáng chú ý là trữ lượng đồng của nước này chiếm 15% tổng trữ lượng đồng của thế giới, đã khiến cho DRC trở thành cơ sở sản xuất và cung cấp đồng và carbon quan trọng. Ngoài ra, DRC được ban tặng nguồn tài nguyên rừng rộng lớn chiếm 47% diện tích rừng của châu Phi. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là nguồn đầu tư hàng đầu của DRC. Kể từ năm 2021, hai nước đã ký biên bản ghi nhớ để cùng nhau phát triển sáng kiến vành đai và con đường. Chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực cực hữu gây ra thất bại cho ông SCO của Đức. Đảng Alternative for Germany, gọi tắt là AfD, đã đi đúng hướng vào ngày Chủ nhật vừa qua để trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực ở Đức kể từ Thế chiến thứ hai. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy, nhưng gần đây như chắc chắn sẽ bị các đảng đối thủ loại khỏi quyền lực. Theo cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của đài truyền hình ZDF, AfD được dự đoán sẽ giành được 33,5% số phiếu bầu tại tiểu bang Thuringia, bỏ xa 24,5% số phiếu của phe bảo thủ. Tại tiểu bang lân cận Sassoni, phe bảo thủ dẫn đầu với 32%, chỉ hơn AfD nửa phần trăm. AfD chống di cư, hoài nghi châu Âu thân thiện với Nga và đặc biệt mạnh mẽ ở miền Đông, trước đây do Cộng sản lãnh đạo, nơi có mối lo ngại về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, chiến tranh Ukraine và vấn đề nhập cư. Một vụ đâm dao chết người có liên quan đến nhà nước Hồi giáo cách đây 10 ngày tại thành phố Solingen ở phía tây nước Đức đã làm dấy lên mối lo ngại về vấn đề nhập cư nói riêng và chỉ trích cách chính phủ xử lý vấn đề này. Liên Hiệp Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Gaza. Liên Hiệp Quốc phối hợp với các cơ quan y tế của Palestine đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em ở dải Gaza vào ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 9. Với việc Israel và Hamas đồng ý tạm dừng trong một khoảng thời gian ngắn trong cuộc chiến đã kéo dài suốt 11 tháng vừa qua để cho phép chiến dịch này được tiếp tục. Chiến dịch bắt đầu vào ngày Chủ nhật tại khu vực trung tâm Gaza và sẽ chuyển sang các khu vực khác trong những ngày sắp tới. Giao tranh sẽ tạm dừng ít nhất là 8 giờ trong 3 ngày liên tiếp.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết thời gian tạm dừng có thể sẽ cần kéo dài thêm đến ngày thứ tư và đợt tiêm chủng đầu tiên sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 tuần. Theo các quan chức Palestine, trẻ em được các thành viên trong các gia đình hộ tống chen chúc tại một phòng khám do Liên Hiệp Quốc điều hành ở thành phố Deir al-Balah tại trung tâm Gaza, nơi có khoảng 1 triệu người đang trú ẩn. Các nhân viên y tế đánh dấu những trẻ em được tiêm vaccine bằng bút ở trên ngón tay. Các cơ quan quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ít nhất 90% trẻ em cần được tiêm vaccine 2 lần với thời gian giữa các mũi tiêm là 4 tuần để chiến dịch thành công. Nhưng chiến dịch này đang đối mặt với rất nhiều thách thức to lớn ở Gaza, nơi phần lớn đã bị chiến tranh tàn phá. Tòa nhà mới của Quốc hội cô động tiền hữu nghị Trung Quốc và Cameroon. Trụ sở mới của Quốc hội tại Yaoundé tượng trưng cho tiền hữu nghị giữa Cameroon và Trung Quốc. Các quan chức và công nhân cho biết khi quá trình xây dựng dự án do Trung Quốc hỗ trợ đang bước vào giai đoạn cuối. Năm 2017, Trung Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác kinh tế và kỹ thuật với Cameroon để tài trợ cho việc xây dựng trụ sở mới của Quốc hội. Vào cuối năm nay, các tòa nhà sẽ chính thức được bàn giao cho phía Cameroon. Là một trong những dự án trọng điểm của chính phủ Trung Quốc nhằm thực hiện 10 kế hoạch hợp tác lớn với châu Phi do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất vào năm 2015 tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc và châu Phi FOCAC tại Johannesburg. Việc xây dựng khu phức hợp Quốc hội Cameroon mới có ý nghĩa rất lớn. Theo kỹ sư trưởng của dự án Liu Chambo, trụ sở mới bao gồm 3 tòa nhà, một tòa nhà văn phòng mới có tầng hầm và 14 tầng nổi, một hội trường mới có tầng hầm và 3 tầng nổi, và một phòng tiệc có tầng hầm và 3 tầng nổi. Vụ pháo kích của Ukraine làm 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng tại khu vực Belgorod của Nga. Lực lượng Ukraine đã pháo kích vào khu vực Belgorod, miền nam nước Nga trong ngày 1 tháng 9, khiến cho 11 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em bị thương nặng. Thống đốc khu vực là Vyacheslav Gakov đã cho biết. Ông Gakov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho biết 2 cậu bé đang được phẫu thuật sau khi bị thương nghiêm trọng, bao gồm một người bị thương nặng ở cả hai chân. Các bác sĩ đang cân nhắc để đưa họ đến Moscow điều trị thêm. Ông Gakov cho biết người dân đã sơ cứu trước khi các dịch vụ khẩn cấp đến che chắn cho những người bị thương khỏi các mảnh đạn rơi xuống. Ông nói thêm, cuộc tấn công đã làm hư hại 22 căn nhà và 8 ngôi nhà riêng cũng như hơn 20 phương tiện. Lực lượng Ukraine từ lâu đã pháo kích thị trấn Belgorod và các quận lân cận và các cuộc tấn công khác. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực Kursk liền kề vào hồi tháng trước. Và các sĩ quan cấp cao cho biết quân đội của họ đã chiếm đóng hàng chục khu định cư. Tiếp theo, chương trình sẽ được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, Sương Ngôn, Vi Minh Đăng và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin nổi bật vừa được cập nhật. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.